Xin kính chào quý cô chú bác anh chị em trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh. Rất vui được chào đón cô chú anh chị các bạn đến với clip hôm nay tại chỗ bãi biển của chú Hồng Sơn ở đường Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nha quý cô chú anh chị. Hôm nay mình vẫn giao lưu cùng cô chú anh chị các bạn một số phô mai quái ha cô chú. Hàng đủ size đủ cỡ ha cô chú anh chị. Một số con này, số con dáng rất là đẹp ha cô chú ơi. Hàng sưu tầm hả cô chú anh chị. Rồi, kính mời cô chú anh chị các bạn xem clip hôm nay ha. Kính chúc cô chú anh chị bạn xem clip thật là vui và chọn được cây nào ưng ý thì cô chú anh chị các bạn liên hệ với bác Sơn giúp kênh nha cô chú anh chị. Số điện thoại thì có trong phần mô tả và phần tiêu đề. Hôm nay một số phôi đông tược rất là mạnh, cũng rất là nhiều ha cô chú anh chị ha. Chào bác Sơn ơi. Thôi, Hồng Sơn chào hai đứa. Bác Sơn ngồi đôn dôi luôn ha. Bữa nay bắt trước bà Trưng. Bữa nay mình giao lưu bao nhiêu phôi với bác Sơn? À, Hồng Sơn hôm nay là giới thiệu các bạn là 21 phôi. Mai vàng nha các bạn. Bữa nay là mai vàng không à? Đủ size đủ cỡ hết hả bác Sơn? Đủ cỡ chứ có gì, cái gì cũng luôn nha, chỉ có cây bự là không có, cây nhỏ nhỏ. Rồi, sân nhà của bác Sơn quý cô chú anh chị nha. Rồi, Hồng Sơn cũng thân ái chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn vạn sự như ý. Không gài không có chúc, bữa nay thôi chúc một cái cho nó vui hơn các bạn. Là sáng sớm qua lý tưởng của bác Sơn ha. Bữa nay trời đẹp. Hôm qua có người gọi điện lại, nó hỏi sao không thấy lên. Nói chậm chút, rồi gửi nhắn nó vậy đó. Nói trời mưa quá, hà quay không có được, mai. Hẹn nó mai. Cũng có mấy đứa điện hỏi. Nói sao lâu không thấy bác Sơn lên. Nói từ từ lúc này mua cây cũng hơi khó. Đúng là lúc này mua cây khó, bán thì cũng không dễ. Khó luôn. Lúc này cây mai giờ kiếm cây đẹp, hiếm. Yeah. Vô cây số 1 luôn nha bác Sơn nha. Làm lấy ngay. Cây này bữa nay vô là cây số 70. Nối liếp nha các bạn. Dạ, nói tiếp liếp nha cô chú. Không phải mấy liếp rồi mình bán tới đây là mấy cái đó bán hết đâu, mà tới 60-70 cây giữ nha các bạn. Cũng bán mỗi lần lên liếp bán mới mới vậy đó. Rồi cái thì mình bán dưới đất đồ. Rồi các bạn ủng hộ cho mình nha. Nhiều quá rồi. Không rồi, mình mua được khá nhiều, mà các người khác thì mua hiếm lắm. Mình mua được khá. Sẽ có cây đẹp thì nó hay kêu mình đó, thành ra mình mua cũng hơi dễ. Cây này vô chậu vuông nhỏ nhỏ cũng là lạ cây nha cô chú. Cây này là số 70 nha các bạn. Khởi điểm là cái clip bữa nay là ngày 31. 31 tháng 8 nha các bạn, là ngày cuối của tháng 8 rồi đó các bạn. Cái clip này mà là mình là số 70 nha các bạn. Mình nói mấy cái clip để cho mình dễ nhớ chứ không có gì. Cái, nói cho vui nha cô chú anh chị, cái này là cái bình luyện tiên đơn nè, nó đây có hai bên. Cái cây này nó quái lắm rồi các bạn là chơi thì nó cũng gọn. Cây 70 có giá là 1,8 triệu nha các bạn. Dạ, 1,8 triệu nha quý cô chú anh chị ơi, giống như cái đèn thần. Mình cũng nhắc các bạn một lần là xem cho kỹ cái thông số này các bạn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là các bạn nhớ thấy giá nó có hơi cứng hay cái vùng nào đó thì các bạn cũng nhớ mặc cả giùm mình. Bởi vì cây mình đưa đi là toàn quốc cho nên là mỗi nơi nó có cái giá của cái cây đó, cho nó nếu các bạn nào thấy cần cái cây đó mà mình thích thì cũng chốt liền cũng được. Nhưng mà nhớ chốt rồi đừng buông nha. Buông nó chết bác Sơn. Rồi, cây mã số 70 có giá 1,8 triệu nha các bạn ơi. Cái cây này nó quái quầm lắm các bạn thấy không? Hoành thân đo chỗ nhỏ này nó là 18 nè các bạn. Hoành thân vị trí này là 18 nha cô chú chị. Rồi cái này mình không đo chi, nó lớn hơn. Rồi chiều cao này nó là 33. Cái này nếu mà các bạn vô cái chậu chừng 3 tấc 5 là vừa các bạn. Rồi, cây mã số 70 ngày 31 tháng 8. Dạ,
Hồng Sơn có số điện thoại là 0919, các bạn nhớ điện thoại nha, 0919893950, số Zalo nha các bạn. Mã số 70. Nhắc. 1. 71 nha cô chú anh chị. 71 nha các bạn ơi. Mã số 71 có giá là 1.3 triệu nha các bạn. Mình nhắc các bạn nhớ, nếu mà thấy cái nơi nơi các bạn mà cái cây này bạn thích mà giá nó cao quá, các bạn nhớ mặc cả cho mình, để mình biết là cái nơi đó bán cây cái giá như thế nào vậy đó, đặng mình nắm vững chút kìa các bạn. Đây là 27 nha các bạn. Cây này nó cây mai vàng, mai vàng có da cây luôn các bạn. Chiều cao là 28. Mã số 71 có giá là 1.3 triệu nha các bạn ơi. 1.3 triệu một cây vàng thật luôn cô chú anh chị ơi. Vàng 24 luôn cô chú anh chị ơi. Cái mai này nó vàng tới cây luôn. Không biết cái bông nó vàng không. Đẹp hả các bạn, cây này đẹp lắm không? Rồi, cây mã số 72. Mã số 72 nha các bạn. Một cây bonsai đế đơm nha cô chú anh chị ơi. Cây 72 có giá là 1.7 triệu nha các bạn ơi. 1.700.000 cô chú anh chị ơi. Bảy mươi hai có giá là 1.7 triệu hơn các bạn. Cây này nó không lớn nhưng mà nó tương đối là lượng lắc nó khéo ha các bạn. Quanh đây là 17 nè. Cái đế sởm nó là 18 nha các bạn. Chiều cao tổng thể nó là 34. Đường kính nó là 27 nha các bạn. Đặng các bạn độ để biết mua cái chậu. Mình đưa cái đường kính đặng các bạn dễ mua cái chậu á, nắm được là mua cái chậu. Để có nhiều bạn hỏi, lúc mà hỏi rồi thì mình có nhớ cái cây nó bao lớn đâu. Mình đưa cái đường kính lên để các bạn dễ mua cái chậu ha. Rồi một cái đế nơm rất đẹp nha cô chú anh chị, già cây lắm nha cô chú anh chị ha. Cây này thì khá cây lắm các bạn. Cây này duyên dáng nha cô chú anh chị. Mình mua mình lựa từ cây không à, thành ra giá thật thì nó cũng cứng. Mã số 72 rồi phải không? Dạ. Mã số 73. 73 là một hơi đang đâm tược khá mạnh nha cô chú anh chị ơi. Tược tốt luôn nha. Mặt cắt kéo nhựa rồi luôn nha cô chú anh chị. Cây này thì nó đâm rất là mạnh, các bạn nhìn vô đây nó chột mà. 73. Có giá là 900 nha các bạn. Này đế cũng khá đẹp nha cô chú anh chị. Để này gì vậy? Để ngồi bất chân. Ngồi bất... ngồi trên đây cho nó điệu đà, cho nó đẹp. 73 các bạn ơi. Giá là 900. Cây này nó đâm tược mạnh đó các bạn. Quanh thân đây là 23. Tổng chiều cao là 30. Đường kính bầu là 30. Đường kính bầu 30 nha các bạn. Đặng các bạn dễ mua cái chậu. Mình bữa nay mình đo kỹ cái đường kính cho các bạn mua chậu dễ. Thì thường là các bạn trồng cái chậu nó cách cái cây là khoảng chừng 5 phân vừa rồi. Cắt kéo nhựa rồi hết rồi nha cô chú, cây rất là mạnh nha cô chú anh chị. Cây này có giá là 900 nha các bạn. Cây này cái đế rễ nó cũng quái quái cho cô chú. Đó. 900k cây mã số 73. 73. Cây mã số 74 nha các bạn. 74 là một cây quái quái luôn cô chú anh chị ơi.
74. Cái này dữ lắm, quái luôn. Hết hồn luôn. Này bác Sơn chơi hàng quái không à cô chú ơi. Cây đâm tược rất là mạnh luôn nha cô chú anh chị ơi, mà cắt kéo nhựa dữ lắm luôn ha. Đâm tược mí mí này, đâm tược hết trơn luôn rồi nè. Nổ một hết trơn này nha cô chú. Chân nó rất là lực luôn ha. Hàng bonsai mini sưu tầm quái đẹp như cô chú anh chị. Các bạn biết thì sao mà mấy đứa cháu mà nó đi bướng cây về là nó thích giao mình lắm. Thành thử ra mình cũng dễ mua, có nghĩa là nhiều cây. Nhưng mà có một cái là biết nó nói sao không các bạn? Nó nói ôi ổng già rồi, ổng cũng sắp chết rồi, bán cho ổng vui. Hình như mình mua hơi dễ các bạn, nhưng mà dễ chứ không phải là rẻ đâu. Quỳnh thân đó đây là 28 nha các bạn. Tổng chiều cao là 31. Chiều dài cái thân này là 22 nha các bạn. Nó có cái đuôi. Cây 74 có giá là 2,2 triệu nha các bạn. Cây này nó quái lắm. Các bạn vô cái chậu không có lớn lắm đâu. Cái đường kính cái chiều dài này, đường kính của chiều dài này 32 nè. Thì các bạn mua cái chậu cỡ 4 tấc vô được rồi. Rồi giấy luôn là 2,2 triệu thôi nha cô chú chị ơi. Ôi, mã số 74 có giá là 2,2 triệu. Rồi, cây quái đẹp lạ nha cô chú chị. Ủa, bác sáng ăn chưa hết rồi? Quất tô cháo à? Bả cho tao quất, tao không ngồi ai. Bà nói ăn vậy là khỏi đi ăn với bà nào nữa đó. Sáng là bà chám họng tao một câu không nguội, bữa nào như bữa nấy. Rồi, tiếp tục là phôi mã số 75 nha cô chú anh chị. Một cây đế cũng rất là khá ha. Cây cũng hơi quái nha cô chú. Cây này cái dạng đế dữ lắm. Mà thân thì nó ngay 75, có giá là 1,3 triệu nha các bạn. Rồi, 1,3 triệu cây 75 nha cô chú ơi. Đó, các bạn nhìn kỹ nha. Nè. Quanh thân ra đây là 19. Cao là 18. Đường kính bầu là 31. Cây mã số 75 có giá là 1,3 triệu nha các bạn. Rồi 1,3 triệu luôn nha quý cô chú anh chị ơi, phôi mã số 75 ha. Thấy khỏe lắm nha cô chú. Các bạn nhớ số điện thoại Hồng Sơn là 0919893950. Mình bao xếp toàn quốc nha các bạn. Các bạn ơi. 76 nha cô chú anh chị. Đó, một cây có cái dòng gà đế phía trước này cũng rất là quái nha. Kéo như 76 nè các bạn. Nó quá gì vậy đó. Chỗ này nó vòng vô đẹp. 76 có giá là 1,3 triệu nha các bạn. Mỗi cây mỗi dáng ha cô chú anh chị ha. Này cây tự nhiên không chỉnh sửa cho nên mỗi cây mỗi dáng. Quanh thân đây là 20 nha các bạn. Quanh 20. Chiều dài đường kính này là 32 nha các bạn. Tổng chiều cao là 27. Nè các bạn nhìn kỹ nha, cây này nó quái lắm. Cây này là 76, có giá là 1,3 triệu nha các bạn. Các bạn xem kỹ cây. Bảy mươi bảy. Còn phôi đang đâm tược luôn. Mà cắt kéo nhựa hết rồi nha cô chú ha. Cái này nó mọc tược rồi các bạn. 77 có giá là 700 nha các bạn. Các bạn nào mới chơi thì sợ cây phôi thì mua cây này nó các bạn mới yên tâm. Chứ còn cây nào thì nó cũng mạnh khỏe rồi các bạn. Hoành thân đây là 18 nha các bạn. Chiều cao chỗ này là 27. Dáng cũng lạ nha cô chú anh chị. Cái đường kính của nó là 28 nha các bạn. Đó, các bạn xem kỹ nè, nó quái quái. Cây này có giá là 700 nha các bạn. Rồi, 700k nha cô chú anh chị ơi.
cây mã số 76. Ừ. 77 chứ hả? 77. 77. Chú, 78 nha các bạn ơi. Cái cũ luôn. Rồi một cũ luôn nha cô chú anh chị. Xe 78 nha các bạn ơi. Bà vô đứng chơi dính bà nha. Dạ. Dính bà xấu quá. 78 900 nha các bạn ơi. Nè. 900k luôn nha cô chú anh chị ơi. Một cái cũ nha. Cái này nó có cái cũ nha các bạn. Cái cũ chỗ này là 29 nha các bạn. Dạ, cũ là 29. Chiều cao nó là 21. Đó, các bạn xem nha. Nó đâm tượt mạnh lắm. Đây là có cái cọng rễ này với cái đuôi của con gì cô chú anh chị. Cắt bỏ này thành cái đuôi nữa. Thì các bạn bỏ đây nó giống cái đùi ha. Rồi 78 có giá là 900 nha các bạn. Rồi 78 nha cô chú anh chị. Một cái cây bonsai lùng củ mini đẹp. Hơi lạ lạ ha cô chú anh chị. Hôm nay bắt sơn trên này mới quá. Cái đó chưa đắm sợ. Cái đó hai con. Bà ơi, bà lấy cái chìa khóa ra mở cây đó cái giùm tôi. Rồi mã số 79 nha các bạn ơi. 79 nha cô chú anh chị. Mã số 79. Một cái phôi giống như con thê cô chú anh chị. Một cái chồng thì cổng, người vợ thì nằm cái lưng mặt cái gì sao. Thằng cháu nó quay nó tưởng tượng ghê quá. Các bạn ơi, nó tưởng tượng ghê quá. Cây này các bạn thấy nó hai cây nha các bạn. Nhưng mà nó ôm hồi người ta chồng hồi còn nhỏ. Ông già này ông cũng gắn mắt đó nha các bạn. Ông chồng cái cây các bạn nhìn đi. Cái ông già mà trồng cây này ổng gắn mắt này nha các bạn. Đó, ổng trồng hai cây nè. Hai cây. Cái này bà này cổng chồng chứ ông chồng lớn hơn mà. Cây 79 có giá là 1,8 triệu nha các bạn. Cây rất đẹp nha cô chú anh chị ơi. Cây này thì nó không có lớn đâu các bạn ơi, nó nhỏ nhỏ à, có 11 à. Bình thân nó thì hai cây gì là có 11 à. Mà đế sởm của nó là 25 nha các bạn. Đế rất khéo nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao nó là 40. Đường kính nó là 31 nha các bạn. Cái này các bạn trồng cái chậu 4 tấc thì cũng có vừa rồi. Đó, các bạn nhìn kỹ nha. Cây 79 có giá là 1,8 triệu nha các bạn ơi. Cây khéo lắm nha cô chú, cũng lạ cây. Rồi cây này cũng cái này chân dài lắm, dài luôn đó, chân dài nha các bạn. 70 80 quá trời. Cái đế vàng đế nôm này quá trời chân dài luôn. Chân này dữ lắm, dài rồi đó. Mã số 80 có giá là 2,2 triệu nha các bạn. Tổng chiều cao là 55. Cái đế sởm là 30 nha các bạn. Đế sởm rất là khéo. Hoành thân đo đây là 20. Đường kính nó là 32 nha các bạn. Đó. Cây 80 có giá là 2,2 triệu nha các bạn. Dạ, 2,2 triệu mã số 80. Một cây đế nôm dữ lắm nôm nha cô chú ơi, rất khéo luôn ha. Nó nôm mà rất là khéo các bạn. Cái rễ xuống nó rất khéo nha cô chú anh chị. Nè, các bạn nhìn kỹ nha. Nguyên cái khúc này mình trồng mình có thể mình chôn đế lại hay rồi sau đó mình moi lên sang hai khúc trên này vẫn đẹp. Mình không có làm vệ sinh được. Cái dàn rễ này nó còn nằm dưới này nữa. Nằm sát đấy luôn.
ghế dữ. Rồi, mã số 80 có giá là 2,2 triệu các bạn ơi. Chỗ đứng chơi rất là duyên dáng nha cô chú ha. Rồi, mã số tiếp theo là mã số 81. Mã số 81. Ồ, coi đâm tượng quá chừng nha cô chú chị ha. Nó đâm quá chừng. Mã số 81 có giá là 1,5 triệu nha các bạn. 1,5 triệu, mã số 81 nha cô chú anh chị nha. Hoành thang đo ngay đây nha, là 27 nha các bạn. Dạ, cây này khá to nha, lùng lực lùng liền nha các bạn. Lùng liền. 28 chiều cao. Đế lực nha cô chú anh chị. Nhưng mà bạn nào thích thì chơi nha, mình không có chơi với thằng lé ở nhà, ghét, không có ghét thằng lùng nha các bạn. Ông bà nói vậy nhưng mà lùng mà là mấy người lùng là lực lắm nha. 30 đường kính nha các bạn. Lùng Maradona đó, lùng tịch gì. Chạy không ai chạy lại. Nói vậy lùng, thấy hồi xưa ông bà nói vậy chứ. Mấy người lùng khỏe lắm ấy. Lùng xiên lắm á. Ừ, giỏi lắm. Mấy ông dài. Với mấy người mà hơi nhỏ con á, khùng. Cỡ như mày. Nhưng mà nhỏ quá cái tầm cỡ của người thường. Dạ. Mà Maradona có thước 6 mấy nhiêu. Mà mày thấy nó chạy không? Chạy còn hơn nửa chạy nữa. Cao rồi vợ. Rồi, một khối xù nha cô chú ơi, mã số 80. 82. 82. Ừ. Mã số 82 nha các bạn. 82 một khối mai chỗ này nó xù hết rồi nè cô chú ơi. Ấn tượng luôn nha cô chú anh chị. Rất khỏe luôn ha. 82 nha các bạn. Nó có xù hả? Xù khá lắm. Cây này có giá là 1,1 triệu nha các bạn. Quanh thang đo ngay đây là 26. Dạ, quanh 26. Này chiều, chiều cao là 31. Nó xù me nha các bạn. Xù, xù cám. Quá trời cái cây ha, duyên dáng như cô chú. Đó, các bạn thấy không, cái đê giờ đế nó khéo. Cây mã số 82 có giá là 1,1 triệu nha các bạn. Đường kính là 24. Trời này. Để con tiếp 80 mấy? 83. Mã số 83 nha cô chú ơi, một cây. Mã số 83. Đều luôn ha, rồi chỉ cần đủ nha cô chú anh chị. Tám ba có giá là 2,3 triệu nha các bạn ơi. 2,3 triệu phôi mai vàng mã số 83. Hoành thang đo ngay đây là 28. Để giữ dần lắm nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao là 62. Nè các bạn thấy nó có cái củ nha. Cái củ nó to lắm. Đường kính bầu là 44. Cây mã số 83 có giá là 2,3 triệu. Thay cái lượng hết các bạn. Đóng cốt chi đều lắm. Cái này mình lọc phong mau chơi lắm nha cô chú anh chị nha. Ừ. Rồi mã số 83 có giá là 2,3 triệu. 2,3 triệu. 83. Mã số 84. Mã số 84 là một cục ú nu luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, một cái phôi này rất là quái đẹp luôn nha cô chú anh chị ơi. Nó 84 nha các bạn. Nó biết giống như con cóc đang có chữa vậy. Đang ôm bụng con. Các bạn thấy là nó bự lắm. Nguyên một cái vàng cái bụng bên này. Nguyên cục ha. Chị trang nhiều cóc luôn. Hoành thân mà đo ngay chỗ này á
là cái này nó cũng là cái thân nha các bạn, là 30. Nhưng mà đo hoành thân ngay chỗ này thì nó có 17 nha các bạn. Chiều cao nó là 25 nha các bạn. Đó, các bạn thấy nó sung ha. Cái đế này cho một đế này cho một đế này các bạn. Đế lực luôn nha cô chú. Để mình đo cái cũ này coi nó bao lớn. Cái cũ liền này là 40 nha các bạn. 49 nha các bạn. 49 luôn, số đẹp luôn. Để con chụp tấm hình chỗ này cái. Thôi rất là lạ nha cô chú, đây có cái bụng này, bụng nở ra luôn nè. Cây mã số 84 có giá là 2,5 triệu nha các bạn. Rồi 2,5 triệu nha cô chú anh chị. Đường kính cái chiều dài nó là 39. Thôi rất khéo ha cô chú anh chị ha. Quái lắm. Thôi này mà để mấy cái chậu trong nhà ha. Để vàng rất đẹp ha cô chú anh chị, rất lạ vàng lạ cây nha. Rồi. Thôi lá quá trình tốt luôn. Số 85 nha cô chú ơi. Bữa hôm nhảy hên số. Rồi, số 85 nha cô chú anh chị nha. Một thôi chỉ cần đủ hết nha cô chú. Mã số 85 nha các bạn ơi. Cây này nó dài dữ lắm rồi các bạn ơi. Cây này có giá là 2,5 triệu nha các bạn. 2,5 triệu nha quý cô chú. Hoành thân đo đây là 32. Chiều cao là 44. Đường kính bầu là 38 nha các bạn. Nè. Các bạn nhìn kỹ nha, cây này nó dài lắm rồi. Cây mã số 85 nha cô chú ơi. Để khá đều nha cô chú anh chị. Cái này mà vét cúc thơ hương vô rồi cũng đẹp lắm ha cô chú ha. Cúc thơ hương, không biết cái bông nó ra sao. Thấy phong trào mạnh quá. Dạ. 6 nha các bạn ơi. Cây mã số 86 nha cô chú. Số 86. Cây đế giữ đế lực nha cô chú anh chị ơi. Đế rồi, mã số 86 nha các bạn ơi. Quái luôn. Đó, các bạn nhìn nha. Thôi đâm tượng rất là mạnh nha quý cô chú. Mạnh lắm. Hoành thân ra đây là 34 nha các bạn. Dạ 34. Chiều cao nó là 39. Vàng đế cũng luôn cô chú anh chị nha. Đường kính đế là 46 nha các bạn. Đường kính đế là 46 nè các bạn. Các bạn nhìn kỹ nha, đây nè. Giờ ghế nó dữ lắm. Cây mã số 86 có giá là 3,2 triệu nha các bạn. Tầm 1 rồi. Mã số 87. Rồi, 87 có giá là 1,9 triệu nha các bạn ơi. 1,900,000 nha cô chú anh chị. Cây này nó mọc um tùm rồi. Cây này già cây lắm rồi nhưng hoành thân đo đây là 29. Dạ, hoành 29. Tổng chiều cao nó là 41. Cái đường kính bầu nha các bạn là 36. Ờ, cây này nó dài dữ lắm nha các bạn. Vàng đế quái luôn nha cô chú. Mặt cắt thì kéo nhựa luôn nha cô chú anh chị. Mạnh lắm. Thôi đâm lên tượng khá là mạnh luôn. Các bạn thấy cây mình để trên bầu nó vẫn đâm tượng bình thường hay không các bạn? Cây nó mạnh khỏe là nó vẫn đâm mà.
Còn cây mà nhầm cái không có cách nào mà nó đâm được vậy chứ. Rồi, cây mã số 88 nha cô chú ơi. Cây mã số 88 này nha các bạn ơi. Cái này chỉ cam tử luôn, cái này cũng một dạng quái luôn nha cô chú anh chị. Khi coi bị lộn. Mã số 88 nha các bạn ơi. Việt Nam có 88 có giá là 5 triệu rưỡi nha các bạn. 5 triệu rưỡi một con quái luôn nha cô chú anh chị, chỉ cần một ra tường có chừng luôn. Hoành thân đo đây là 27. Các bạn thấy nó có cục hết đẹp không? Chiều cao nó là 56. Đường kính bầu là 41. À, các bạn nhìn kỹ nha. Cây này nó dài dữ lắm rồi các bạn ơi. Người ta nói là mai lão đào thì tơ mà các bạn. Cái nó lão thì bông nó dữ lắm. Mai lão đào tơ, cây đào phải tơ. Đào tơ bông nó nhiều hơn bắt không? Dạ nó không bông. Mỗi cây nó có đặc tính vậy đó. Bởi người ta ông bà mới nói cái câu là mai lão đào tơ. Ông cha mình nhiều câu hay lắm à. Mình giờ không bằng đâu. Mình giờ chưa thực tế nhưng mà nhìn thấy. Ừ, mình nhìn thấy thì nó. Giá giao lưu là 5 triệu rưỡi cái mã số 88. Cái mã số 88. Giá 5 triệu rưỡi nha các bạn ơi. À. Dạ rồi, cái mã số 89 cho cô chú anh chị. Lộn không? Mất xe có lộn không? Không biết. Kệ, tao nhớ tao đếm 21 cây. Nhiều khi mình hứa người ta mình ăn gian kỳ. 8, 8 mấy? 89. Giờ là 90 hả? 89 có bác xem cái mã. Dạ. Mã số 89 nha các bạn ơi. Và cả là lẩm cảm nha các bạn, thông cảm nha. Từ từ nha các bạn. Mã số 89. Có giá là 1 triệu 8 nha các bạn ơi. Cây này nó có mọc lâm râm rồi các bạn. Mọc tược lâm râm chị. 30. Chiều cao 30. Nè các bạn xem kỹ nha. Cây này cũng khá đẹp. Đường kính là 34. Mình đo cái này các bạn nhìn biết cái bầu mua cái chậu nha các bạn. Nhớ số điện thoại Hồng Sơn là 0919 8939 50 số Zalo luôn. Rồi cái mã số 89 nha cô chú anh chị có giá là 1 triệu 8. 1 triệu 800 ngàn nha cô chú anh chị ơi. Rồi bác xem ở phần sau. Có lộn. Rồi. Kì rồi nó lộn mất cây tao kiếm muốn chết luôn. Mã số 90 nha cô chú anh chị. Mã số 90 nha các bạn ơi. Mã số 90 là cây dáng rất là quái luôn nha cô chú ơi. Tự nhiên con cũng quên đó. Mã số 90 là mã số cuối cùng của cái clip ngày 31 tháng 8 nha các bạn ơi. Con cây số 0 thì không tính. À, bị số 0, bị cây số 0. Dạ. Rồi các bạn nhìn cây này không? Cây này là cần cây này là Cần Thơ mình có mà người khác không có nha các bạn. Nhưng mà không biết nó đẹp hay xấu à. Các bạn nhìn không biết đẹp hay xấu à, nhưng mà Cần Thơ này mình có cây này duy nhất nha các bạn. Các bạn đi kiếm cây là ná gì khó nha các bạn. Thì cái tâm lý ông bà mình nói là mèo khen mèo dài đuôi, mà chuột rồi khen chuột tròn mình dễ chạy. Mười lắm rồi các bạn ơi, hoành thân đây là 34. Yeah, hoành 34. Tại 35 mà tôi không nói nha các bạn, chứ 35 là... Chiều dài nó như thế này là 50. Chiều cao nó là 45. Cái này là to nha các bạn. Đó, nó quái đó. Mã số 90 là cây cuối cùng của cái clip ngày 31 tháng 8 nha các bạn ơi.
chi cạnh đủ hết luôn nha cô chú anh chị. Chi nó đóng đều hết trơn rồi các bạn. Này nó cũng nổ xuồng nha cô chú. Cái này nó cũng già lắm. Rồi giá giao lưu là mã số 90 có giá là 3,5 triệu nha các bạn ơi. 3,5 triệu cây mã số 90 luôn, cây là cây cuối cùng clip hôm nay luôn nha quý cô chú ơi. Rồi. Chú chị các bạn thích phone nào liên hệ trực tiếp với bác Sơn giúp kênh nha quý cô chú anh chị. Quý chú chị bạn có thể đến đây luôn là đường Trần Hưng Đạo, số nhà là 182/53. Số nhà Hồng Sơn là 182/53 thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, thuộc phường An Nghiễm nha các bạn. Các bạn lại đây mua thì mình bớt tiền bốc xếp với tiền mình công mình gói nha các bạn. Chụp bài hình đi ha, chụp cây này đi. Xin kết thúc video clip ở góc quay cuối này luôn nha quý cô chú anh chị các bạn. Kính chúc cô chú anh chị các bạn luôn luôn vui khỏe ha, và chọn được cây nào ưng ý thì cô chú anh chị các bạn liên hệ với bác Sơn trực tiếp nha, giúp kênh nha quý cô chú anh chị. Một hoa mai quái luôn nha cô chú ha. Nặng quá nó bể. Những phôi mai mini nhưng mà quái đẹp như cô chú anh chị, rất là đáng sưu tầm ha.